Hàng trăm dân thường được cho là đã bị sát hại trong các vụ tấn công mới nhất của nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram nhằm vào 4 ngôi làng ở đông bắc Nigeria. Một quan chức địa phương ngày 5 tháng 6 cho biết, cách đây 3 hôm, các tay súng tình nghi thuộc Boko Haram trong đồng phục quân đội đã tấn công vào 4 ngôi làng ở huyện Goza, bang Bono, đốt phá nhà cửa, thánh đường Hồi giáo và giết hại dân thường. Theo một số nguồn tin tại chỗ, số người thiệt mạng có thể lên tới 400 đến 500 người. Tuy nhiên, hiện chưa có báo cáo độc lập về số nạn nhân do lực lượng chức năng khó tiếp cận khu vực. Nếu được xác nhận, đây sẽ là vụ thảm sát kinh hoàng nhất của Boko Haram trong vòng 5 năm qua. Trước đó, hồi đầu tháng 5 vừa qua, khoảng 300 người đã bị sát hại trong một vụ tấn công của Boko Haram tại thị trấn Gamboru, Ngala, ở đông bắc nước này, giáp với Cameroon.